Đêm xuống lâu rồi không bóng sao, nghe cũng nhãn lạc dẫn phương nào. Trong khuya thực vật nằm trắng trờ, bấm mây cùng đàn để nhớ nhau. Quật trình em, anh Lý Viu Bồng, anh đã đột nhập Lý Gia Trang lúc nửa đêm mà. Và sách lủng lẳng trong tay một thủ cấp hãy còn đẫm máu. Em xem đây. Trời, thủ cấp của ai? Của tên tổng đốc họ Tàu, kẻ đã ám hại cha anh hồi tháng trước. Giờ phút này anh đã là kẻ tối phạm mà. Phải, anh không có quyền ở lại mảnh đất quê hương. Chúng ta không còn nghe chim yến chim quanh rêu rít liễu lo trên cành dương liễu biết. Quốc trình ơi, để tròn câu hiếu đạo nên thù cha anh phải trả. Anh không muốn để liên lụy cho nhạc gia nên anh vội vã tìm em xin đoàn mối ta tình. Anh không quý tử tham sanh hay run sợ trước thực hình, nhưng kẻ thù của ta quyền cao lực cả. Anh sợ nhạc phụ đã già nua sức yếu thì làm sao chịu nổi cảnh lao lung, còn nàng thì vàng son đang mờ hồi. Tôi làm sao khi chưa mặc áo cô dâu đã vội khoác lên màu tang chê. Mong ước nay đã thành áo mộng, lễ chia ly thành thay rượu ly tôi. Dù cho tử biệt hay chia phôi, gặp gỡ này là lần sau chót. Lý Phiêu Bồng anh ơi, không là lần sau chót, vì trong cõi chết hai ta còn có chuyến hội ngộ sau cùng. Con nhân đã đính trước em không bội ước chữ ta mi tùng. Nếu kiếp này khó vẹn, chúng ta đồng thể là sẽ gặp lại ở kiếp sau. Nhưng tuổi xuân em có tội gì đâu, duyên cơ nào phải lưu đại nhan sắc. Nếu tình đôi ta thả theo dòng nước mắt, thì đêm nay lòng em đắm sắc cái màu ta. Đây thanh kiếm đoạn trường anh trao lại em, xác hồn anh mãi mãi. Đây cành trăm phương rủ là hồn em dành ấp ủ lúc xa nhau. Lòng em như nước Trường Giang ấy, xóm tôi theo chàng đến phút châu. Quốc trình ơi, dù ngoài xa xôi vạn lý, lòng anh vẫn hướng về cố quận để nhớ mãi hình ảnh một quốc trinh. Nhưng trong tình thế mới ta khuyên nàng nên quên hôn ước cũ. Em còn một cha già cần phụng dưỡng, còn một nhan sắc chớ để nó hoài xuân. Thân anh từ đây bãi nắng mười sương mà sự sống chết chực chờ từng giờ từng phút. Anh khuyên em tìm chỗ xứng đáng để gửi thân, rồi đây nắng hạ mưa đông sẽ giúp em ý quên đi một Lý Phiêu Bồng. Thôi xin vĩnh biệt. Lý Phiêu Bồng, anh đừng đi. Quốc trinh, có chuyện gì mà con gào thét giữa đêm khuya kỳ nghĩa thế? Thưa nhạc phụ, con vừa hạ sát Tào tổng đốc, kẻ gian manh đã ám hại phụ thân con.
để giải quan cho đấng sanh thành được nằm từ dưới cửu nguyên để giữ tròn đạo làm con. Đã là một kẻ sát nhân thì con không tránh khỏi tội tình. Sao nghĩa tê quá dội vàng, ta đã làm cao đàng minh quang, sớm muộn vì kẻ gian manh cũng phải đền tội trước triều đình. Nay sự thế như vậy, ta biết liệu làm sao. Còn đến giữa đêm khuya mong gặp nhạc phụ để ta từ xin nhận một ly này rồi cho con được phép từ hôn. Hả? Từ hôn? Lời đính nước giữa đôi bên ta không đổi dạ thay lòng, nhưng con đã mang tội giết người, xin nhạc phụ quỷ đi hôn ước. Xin cha tìm nhạc phụ, xin nhạc phụ vui lòng quỷ đi hôn ước để Lưu Gia Trang khỏi liên lụy tội tình và Quốc Trinh có nơi trao thân gửi phận. Kinh lại nhạc phụ khang an, Quốc Trinh ơi xin vĩnh biệt. Lý Biêu Bồng, Lý Biêu Bồng, chàng đã đi rồi, để lại cho Quốc Trinh niềm thương nhớ mênh mông vô tận. Lưu tiểu thơ chung tình rất mực. Ai? Lôi Chân Phong, chúa đảng Hắc Ưng. Lôi Chân Phong có phải chính là người đã gửi đến cho viện ngoại một bức thơ? Đã bảy hôm rồi nhưng chưa được trả lời. Lời lẽ trong thơ vô cùng trịch thượng của bọn người thảo khấu Phường Sơn. Ta không thích nghe những lời nặng nhẹ, ta chỉ muốn hiểu rõ ràng tự sự. Viên ngoại của anh cũng điều kiện của ta chẳng điều kiện gì đây. Ta sẵn sàng nhắc lại, phải nạp cho ta 3.000 nén bạc. 3.000 nén bạc và dân nạp Quốc Trinh cho ta về làm áp đại phu nhân. Con gái ta là lá ngọc cành vàng, ố còn ta cũng là vua một cõi gian sang. Thôi đi, người là vua của quân tàn bạo giết người, mang gươm đi hạ hiếp lương dân. Bây giờ ta bất cho một điều kiện, viên ngoại chỉ nạp Quốc Trinh cho ta làm áp đại phu nhân, còn 3.000 nén bạc ta vui lòng cho thiếu lại. Sao bằng lòng không ông già vợ? Im đi. Ta thà chết chứ không nạp con cho Phượng Thảo Khấu. Ồ, vậy thì đừng trách ta sao chẳng dĩ tình. Lâu La, bắt Quốc Trinh về sớm đây. Quân Thượng Đạo. Ôi, đó. Cha. Quốc Trinh, hãy đến với ta. Ôi dốc ngọc gia ngà mà bấy lâu nay ta hằng mơ ước. Tần Quốc kia, đừng vô lễ. Kìa, Phương Tây Hùng. Người là ai? Ta là kẻ mang gươm đi từ Giang Khử Bảo. Đó. Bọn Thảo Khấu đã chạy về. Lão chủ, bởi Phương Thế Hùng đến muộn nên lão chủ thọ trọng thương. Phương Thế Hùng, 7 năm rồi mới gặp lại. Lòng lão chí xiết hân hoan, nhưng Lưu Gia Trang chẳng may gặp dồn nhiều ai biết. Ta tưởng nơi suối vàng phải trọn đời ân hận vì bỏ lại một Quốc Trinh bơ vơ như một chiếc thuyền con trong dòng tố bà đào. Giờ có cháu đầy ta đã yên lòng nhắm mắt. Chỉ tình dưỡng đôi ngày bệnh tình sẽ dần dần thiên giảm. Cha đừng
đừng tuyệt vọng lo buồn, tiếng lòng vì con trẻ âu lo. Để cháu đưa lão chủ vào đại sảnh. Còn đi đâu nữa, vì tử thần sắp gọi đến tên ta. Thế Hùng gia, cháu đây xuất thân nơi hàng gia bọc tôi đòi, nhưng từ lâu rồi ta xem cháu như cốt nhục tình thâm. Lòng ưu ái của người cháu nguyện khắc cốt minh tâm. Thế Hùng, cháu đã trưởng thành dung mạo nào khác thiên hàng công tử Dương Tôn. Dưới bản tánh hiền lành, cháu sẽ đem lại niềm hạnh phúc. Trong khi quốc chính cần một người để nương tựa tâm thần. Thế Hùng, hứa đi, hứa rằng cháu sẽ trọn đời bảo vệ quốc chính và tạo cho nó yên vui hạnh phúc. Vâng, cháu xin hứa. Cha thỏa nguyện lắm rồi. Quốc chính, Thế Hùng, cha vĩnh biệt. Cha, lão chủ, cha, lão chủ, cha, cha ơi, lá xanh ấy còn cối già đã chết, trong tôi đã chết mùa xuân, chỉ còn mưa gió nào nùng hôm nay. Thưa tiểu thư, qua lời tối trắng của lão chú, tôi hiểu lờ mờ rằng hình như người có ý định, nhưng tôi nghe hình như tiểu thư đã đính hôn. Phải, tôi đã đính hôn với công tử Lý Phiêu Bồng. Lý Phiêu Bồng? Phải, vì rửa thù cha chàng mang lấy tội tình, phải lìa bỏ gấm lụa vàng son và tấm tình yêu tha thiết của quốc trinh. Bốn ba ngoài hải hồ tiên đế, tránh quan quân của triều đình truy nã. Thân xác tôi ở nơi này, nhưng hồn đã theo biết ai đi. Duyên số của tiểu thơ sao mà thế thảm. Còn riêng tôi, 7 năm trời trôi qua, lòng vẫn đeo mang một bóng hình, với nỗi niềm mà thương nhớ, chờ đợi ngày trở về cho hồn yêu lên tiếng tình. Ngỡ ngàng bước chân người trở lại, xin tiểu thơ đừng nói chi lời lẽ đắng cay. Xin lỗi phương huynh, tôi đã vô tình ngoảnh mặt, để cho phương huynh cam cảnh bé nợ, thì hãy coi nhau là bán đồng mối đồng thuyền. Vâng,
tôi sẽ tìm kiếm Lý Phiêu Bồng. Tìm Lý Phiêu Bồng để làm gì? Để nói cho người biết là tiểu thơ Quốc Trinh vẫn ngày đêm mong đợi. Phương huynh, lòng anh cao cả quá. Tiểu thơ yên lòng ở lại gia trang. Tôi sẽ báo tin lành trước mùa xuân tới. Xin giả biệt. Chúc phương huynh thượng lộ bình an. Cô nương ơi. Không, anh hãy gọi tôi là Tiểu My. Vâng, Tiểu My. Tiểu My ơi, tôi thành thật mang ơn Tiểu My đã có lòng dành cho tôi những bữa cơm thịnh soạn, đãi tôi bằng những giò rượu ngon giữa tiết lạnh đông thiên. Và anh quên kể có một con tim đang mong chờ đã bao ngày tháng. Trong khi tôi chỉ là một tên mã hầu chờ đỡ cương cho khách giang hồ xuôi ngược. Sớm tới chiều cắt cỏ chẳng ngừng tay. Tôi thương anh dù mặc áo sờn dây. Chỉ xin anh đừng xem tôi như những cô gái lăng loàn trắc nết. Không, tôi là một kẻ cô đơn đang gánh sầu lữ thứ. Những linh hồn tôi đã gửi trọn cho người tình chung thủy chốn quê. Chớ thở lạnh nhạt làm chi cho tôi phần đông bèo. Trăm ngàn lần xin cô nương dung tình bỏ lỗi, vẫn biết lời từ chối nào các mối xuyên tâm. Tôi đã biết rồi một niềm đau tuyệt vọng thì tiếng tả từ chỉ là chất độc của dĩ sang. Đã trai ngang thà nói hết một lần còn hơn để cõi lòng mà tôi chết dần trong tuổi hận muôn đời. Gió thổi muộn rồi qua lá ơi, nhị hương phong đợi mùa mới. Xuân thì nắng chiều bao cơn lốc, tình biết còn hơn hận trọn đời. Thương cho khách muốn sang sông, con đò xa bên dòng sông lặng lờ. Trời xuân quang đáng sao gần màu sương khói bơ thờ. Tình của Tiểu My này như mây soi mặt nước. Mây vẫn đứng im lìm mặt tình chứa dòng chảy nước trôi. Biết rằng anh chẳng yêu tôi nhưng lòng tôi vẫn âm thầm gào lên lời chung thủy. Như loài chim đỗ quyên kia không ngừng kêu bi lụy khi biết mình đây đã mất bạn chung tình. Luôn đây, tôi cũng thành thật xin lỗi anh vì trong khi anh vắng mặt, tôi đã xem trộm gói hành trang và đã biết anh là Lý Phiêu Bồng. Trời! Là một người đang trốn tránh lưới rập của quan quân và mai danh ẩn tích dưới lớp tên mã phu bần khổ. Nhưng mà... Kìa ân nhân, may quá. Hôm nay tôi nhất định mời ân nhân dùng với tôi vài bầu rượu để đáp ơn của ân nhân đánh bại bọn cúp hôm qua. Hạ ngu vừa chập chững học đòi dài đường đáo thế kim, gặp việc phải thì làm, các hạ chưa bận tâm. Đại hiệp không được từ chối. Cô quán ơi, cô cho tôi vài bầu rượu ngon và vài đồ nhắm, mau nhé. Vâng, rượu đây, xin kính mời nhị vị. Đây, mời anh trang sĩ. Trang sĩ ơi, tôi với người tuy mới gặp nhau nhưng dường như quen biết lắm, như đã có sẵn thâm tình từ muôn ngàn kiếp trước. Ta mượn chén men cay sang bằng tình chủ khách, khi ngạo kẻ anh hùng xích xiềng người hảo hán.
để quên vạn cổ sầu. Riêng ta có nỗi quên nàng, dù cho đến kiếp sau hay một cuộc biên dâu. Ôi tâm sự bời bời, có một lời an ủi nào không? Huynh đài, huynh đài buồn lắm mà. Tôi đã dụng tử binh mà thành sầu chưa vỡ, còn nàng dò dỏ một thân thì sầu muốn sao dơi. Ác nghiệt thay cho tên Lý Phiêu Bồng. Huynh đài nói gì? Để muốn nói một chuyện tình mà niềm chắc ẩn đã dài dò con tim tuyệt vọng. Có phải kẻ gieo khổ là tên Lý Phiêu Bồng nào đó? Vâng, nàng là cành thiên ương rực rỡ hào quang mà tay phàm khó bề chạm tới. Còn để chỉ là phường tục tử quên phận nô phu mơ gỡ lấy sao trời. Một mối tình điên âm ỉ đến trọn đời, chẳng khác nào than tàn trong đông lửa, chỉ chực chờ bừng đỏ khi trận gió thổi qua. Lưu Quốc Trinh nơi nàng là hòn ngọc kiêu sa thần thánh, còn ta chỉ là một tín đồ chim ngưỡng mà thôi. Bàn tay lỡ ngóc qua hồng tím tình nào điên dại đã chở cắm linh hồn. Lưu Quốc Trinh, Lưu Quốc Trinh, dân nàng là Lưu Quốc Trinh. Lưu Quốc Trinh tên nàng đẹp là sao, chắc cũng thuộc hàng Kim Chi Ngọc Diệp. Không có cái gì vừa buồn vừa khổ, vừa sướng vừa đau khi người ta đã trộm nhớ thương thầm. Khi mà người ta đơn phương xây mộng ấm thầm, người ta có quyền mơ ước những khát khao ảo tưởng, mà khi thủ thương không có một trang ngăn. Ai khuyên thằng cuối đừng mơ hảo, khi bóng trăng xanh rủ ánh vàng. Mộng nào không nguy tốn công văn, mắt bằng muôn vàng giấc mơ dưới vàng môi tờ lòng. Huynh đài à, người ta có biết huynh đài yêu người ta vô cùng như vậy không? Vừa đấy nàng đã biết. Nàng đã biết? Kìa, huynh đài làm sao thế? Nàng đã biết. À, phải rồi, nàng phải biết mới được chứ. À, phải mà, nàng phải rõ là tình yêu âm thầm kia đang quy biết dường bao. Ta riêng nghĩ nàng không hẹp hòi khi cân phân địa vị, mà có lẽ vì nàng đã có vị hôn phu nên qua thôn đành khép nhụy nhi để cho ông bướm kia cam chịu ngỡ ngàng. Huynh đài cũng biết nàng có vị hôn phu? À, chuyện đó cũng dễ biết quá mà. Huynh đài có nghe người ta thường hát ru em âu ơ khoai lang có củ đu đủ, có trai con gái có chồng, đàn ông có vợ đàn bà có con. Nhưng Lý Phiêu Bồng chính là... Là ai? Là vị hôn phu của nàng. Trời đất ơi, vậy mà cũng làm cho tôi hết hồn nữa. Thiệt à. À, sương xuống nhiều quá, lòng tôi cũng thấy lạnh. Thôi hai chúng ta vào túp lều kia tạm nghỉ đêm nay. Cô Tiểu My, cô nhìn gì trong lều đó? Vậy định đi đâu mà khăn gói lên vai? Không lẽ Tiểu My lại định trốn đi với tên dữ ngựa à? Anh đừng hiểu quấy như vậy. Vì tôi như anh đều biết, hắn đang say như chết ở trong kia. Vậy là tôi hiểu rồi, vậy là Tiểu My giận tôi mà bỏ đi. Cũng có thể giận anh, nhưng không phải vì anh mà tôi đi.
Tôi đi là vì không muốn cho người ta đau khổ. Mặc dù người ta không thương mến chi tôi. Phàm ăn chát đó thì uống chua, mà khi đã nuốt cay nên đành ngậm đắng. Ôi mùi vị của khổ đau, sao cái hậu của mày nó ngọt bùi như mật liệm. Tụi mi đừng sợ cho người ta đau khổ khi người ta đã rõ mức độ ngọt bùi của sự chua chát đắng cay mà hằng ngày hằng bữa nàng đã ban cho. Tôi nói người ta là người ta cắt cỏ cho ngựa kìa. Ý trời, vậy mà tôi lại lầm tưởng em khổ vì tôi. Nhưng tại sao nàng bỏ đi để người không yêu nàng đừng đau khổ? Nghĩa là anh muốn hỏi tại sao lại có chuyện trớ trêu quái gở, để lòng tôi thêm bỡ ngỡ phân vân trước ngã ba đường. Hay là cuộc vui đã dồn tận chân tường, cho người nhập cuộc buông tay kiệt sức, bãi hoại linh hồn để đánh mất tình yêu. Phải, tôi yêu chàng không biết bao nhiêu, mà cánh thời gian đã trở thành vô nghĩa. Những ước mơ đành chờ mong vô định, có lẽ đến kiếp sau mình toại nguyện không chừng. Trời ơi, tôi hầu bàng nó mã phu, nó kiếp trước kheo tu, tôi tiền thân là ác quỷ. Biết rằng anh muốn mãi yêu tôi như một loài hoa nhớ mặt trời, cũng như tôi đã yêu người ấy, tình lặng một chiều nước chảy xuôi. Trách làm chi những ai căng buồm ngược gió, thương làm gì những kẻ đốt đuốc giữa phong ba. Cứ để cho tôi được yêu nàng như những kẻ yêu hoa, ngoạn thưởng âm thầm sắc bất tinh. Cho nên anh thở dài tiếc rẻ những công trình dung quyên, cho tình xuôi mãi mãi, cho trái tim không vỡ khi hồn tan nơi chốn dạ tuyền. Em đi thương nhớ theo nhiều lắm, để buồn không ít lại nơi đây. Tương tư một cõi xây lầu mong, tàn lung hồn đơn tháng năm dài. Tôi không muốn người ta đau khổ, tôi phải đi để tìm cho được quốc trinh. Nói với nàng chàng còn thương nhiều lắm, vĩnh biệt. Tiểu mi, tiểu mi. Nàng kia, đứng lại. Nhà ngươi là ai và muốn gì? Nàng muốn biết ta là ai à? Ta chỉ là một canh bướm qua đường, em vừa hội ngộ với một loài hoa. Bọc mây bên suối nền thờ, ôi sắc hương ngạt ngào. Ta trộm nghĩ là duyên lành mẹ ai sắp đặt cho hôm nay hai đứa mình gặp mặt. Nhiều đứa không phải là việc riêng tư. Tiểu sinh xin có vài lời bàn góp. Túc Hạ đây có phải là... là một kẻ qua đường như Túc Hạ, và không thích can thiệp chuyện vàng quán của thiên hạ. Nhưng dường như đã có một lần gặp Túc Hạ ở đâu thì phải. Chung giang hồ xuôi ngược, chắc cũng có lần nào đó lỗi chân phong này được hân hạnh. Hả? Lỗi chân phong? Phải.
nẻo giang hồ tuy chằng chịt vuông vuông, nhưng thù hận vẫn đưa về một mối. Hãy trả cho xong tội lỗi và hãy xem lấy lưỡi kiếm đón không. Túc hạ chưa phải là người đang mặc làm chủ Thanh Đoạn Trường Kiếm, người ấy phải là ta. Chào Túc hạ. Tên phù giới đó cũng chạy rồi. Ôi tức quá đi thôi. Dạng tạ ân nhân, nhờ người nên tôi thoát khỏi tay hung bạo đó. Phàm tu mi nam tử, thấy cảnh gai mắt trái tay ai nỡ làm ngơ. Thôi xin phép giả từ, tôi phải đi lên đường kẻo kể. Khoan, vẫn biết rằng kẻ anh hùng thiên không cần bao, nhưng tráng sĩ ra đi mà không để lại một câu. Dẫn tôi giáp mặt người xưa để tôi báo một phong tin là Quốc Trinh không còn nữa. Được rồi, người hãy ở đây đợi tôi, tôi sẽ gọi Lý Phiêu Bồng đến đây cho hai người gặp mặt. Kính chào. Ngu phu vô phép đã nghe trộm những lời lẽ của Túc Hạ với cô gái khi nãy. Xin bao tin cho Túc Hạ biết là Lý Phiêu Bồng, người mà Túc Hạ muốn gặp, đã bị quân triều đình bắt đi rồi. Có thật Lý Phiêu Bồng bị bắt không thưa Túc Hạ? Tôi nói gạt Túc Hạ làm gì? Lý Phiêu Bồng còn đâu nữa mà hỏi ngộ yên quanh, còn đâu nữa mong thời sinh tuổi trẻ. Em đã lặng lẽ mang sao đổi nguyệt đi tìm chàng để giờ. Lưu Quốc Trinh kìa. Tại sao Túc Hạ biết Lưu Quốc Trinh? Không, tôi là bạn thân của Lý Phiêu Bồng nên thường nghe hắn nhắc đến Lưu Quốc Trinh. Lưu Quốc Trinh là tôi đây. Tôi đã cải nam trang đi tìm người năm cũ. Túc Hạ ơi, bây giờ tôi không còn gì phải giấu giếm. Khi chồng tôi sau bao ngày lẩn đẩn để trái bước khi xa chân. Vào bầy rập của quân thù, thường tình đã dối buông neo. Ai một lời nguyện có nỗi quên, ôi trăm dạng nẻo tới đường cùng.
lạc kêu sầu nghe lạnh buốt giữa canh tàn. Không ngờ giữa chốn rừng thắm quang dù ta gặp lại được nàng. Lưu Quốc Trinh ơi, phải chỉ tôi là Lý Phiêu Bồng thì cuộc hạnh ngộ này vui đẹp xiết bao. Cao xanh thiệt la lại đã gây ra cảnh chia tay rồi lại bài chi cái trò hạnh ngộ. Mộng không tròn mộng mà lòng lại thêm đau khi tận mặt nhau trong giây phút đi ly tình. Sầu nhung nhớ trời mới vào thu lá úa nhuộm thu vàng. Xin cô nương đừng đợi Lý Phiêu Bồng, đời của hắn là mây sầu không định. Muôn trùng cách núi ngăn sông chờ nhau chưa tới mấy đông em cùng chờ. Thôi xin ai đừng chờ đợi nữa, phim lạc rồi đừng nối lại đường tơ, xin kêu biệt. Ông kìa, ân nhân gọi ai? Tôi gọi một người vừa bỏ chạy đi đó. À, ông Lý Phiêu Bồng hả? Người đó là Lý Phiêu Bồng. Trời, tôi phải chạy theo gọi lại. Ân nhân, cô Tiểu My, ông bạn của tôi đâu? Ông bạn của ông vừa mới bỏ ra đi, ông có biết không, ông là Lý Phiêu Bồng. Trời, Lý Phiêu Bồng chính người tôi tìm kiếm, nhờ cô đưa tôi theo gót của ông ta vì có chút việc riêng. Bơ Thuy Hùng, người hãy dừng chân để cho ta được trả mối thù sâu. Còn Tiểu Mỹ cô chớ khá giận, chờ mau theo ta về làm ấp trại phu nhân. Thế Hùng đó. Lâu la đôi tên này và cô kia dễ về sơn trại. Trương cô nương, cô nương đang nghĩ ngợi chuyện gì đó? Dạ không. Thấy cô nương nhìn đăm đăm vào vách đá, tôi tưởng cô nương đang thương nhớ người ta chứ. Dạ đâu có, tôi có nhớ ai đâu. À, còn Phương huynh đang nghĩ ngợi chuyện gì đó? Tôi hả? Tôi đang nhớ một gian nhà cỏ, có anh chàng giữ ngựa tên Lý Phiêu Bồng. Còn tôi cũng đang thả hồn vượt núi thẳm rừng xanh để thương nhớ nàng Quốc Trinh Kiều Diễm. Cô Tiểu My ơi, tôi muốn biết tại sao cô yêu Lý Phiêu Bồng. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu trong con tim rộn ràng? Phải chăng giá trị của tình yêu là lắm đau thương nhiều ngăn trái? Và hậu quả của tình yêu làm tê dại cả tâm hồn. Mình yêu ai mà ai chẳng yêu mình, lại căng gói lên đường vạn lý đi tìm người yêu cho người của mình yêu. Bây giờ người ta đã gặp gỡ nhau rồi, đáng kể cho nhau nghe nỗi buồn vui khi xa vắng, trong khi mình bị giam cầm giữa bốn bề vách đá rong rêu mà xót xa cho một mối duyên đầu.
chỉ của mình cô nương hành động trai dư lòng, mà trong lúc người vô duyên xấu số còn có tôi đây nữa. Cô nương ơi, tôi trở thành kim sĩ ngày nay là nhờ hình ảnh Quốc Tinh luôn ngự trị trong tôi. Nghe tin nàng đã có lứa đôi gan ruột, tôi như ai dò xe, đêm đêm mộng thấy nàng đi lại, mắt biết môi son mím nụ cười, lòng lầy xiêm y màu nguyệt bạch, tình ra người và mong đã đi rồi, chỉ còn lại tôi và cô nương trong ngục đá âm u lạnh lẽo. Không biết giờ này Quốc Trinh và Lý Phiêu á bồng đã đưa nhau đến tận phương trời nào đây. Ê, khuya rồi để ông ngủ chứ lại nhảy hoài tôi đập gãy răng ra. Mở cửa ngục đi bồ. À không hả, nửa đêm nửa hôm mở cửa cho tụi nó chạy mất hả sao? Mày dám cãi lệnh đảng trưởng phải không? Thấy gươm lệnh này không? À vậy là mở liền, mở liền. À mà quên hỏi ông bạn mình nó mang số mấy mà coi bộ xong chì quá vậy. Lộn xộn quá, số mấy là cái quái gì? Ủa, nói lạ không, tụi mình thằng nào là không có số. Như tôi đây nè, thách, 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 nghĩa là 4 con số 7. Còn anh, số mấy nói mau. Tao hả? Ờ. Tao thì ráng nghe cho rành nghe con. Ông mang số rất quay phong là cứu 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 nghe không? Chỉ là ông trên chân số gì mà cửu cửu, tôi nghi ông bạn lắm rồi. Có phải gian tế hay không, chịu thật với ông đi con. À ha, phải mày là gian tế không? Ổn mày, tao mà gian tế à? Mày nhớ lúc đảng trưởng biểu tao với mày khiêng cái bàn không? À, dốc tổ chưa, khiêng hồi nào đâu. Thằng này mau quên quá ta. Mày dai mặt lại đi. Nè, rồi bây giờ mày đi trước tao đi sau. Tao đâm cho mày một nhát. À! Rồi, cho mày chầu diêm vương luôn. Cô Tiểu My thấy tài của tôi chưa? Chắc bọn hát ưng canh phòng lơ đảng nên anh mới vào đây được chứ gì. Trái lại chúng canh phòng rất cẩn mật. Phải, nên mới biết ngươi lẻn vào mong giải thoát cho đồng bọn đang bị giam trong này. Ngươi hãy xem đây. À, trời ơi, chết tôi rồi. Còn hai người kia, mai ta sẽ đem ra xử công khai trước tụ nghĩa đường. Bởi vì ngươi đã phạm tội với đảng hát ưng ta trong một đêm đánh cướp Lưu Gia Trang, nên ta phải bắt ngươi về trị tội để làm gương cho phường muôn mũi. Ăn cơm nhà mà lo chuyện ba giờ. Sành đứng làm trai trong thời tao loạn nhiễu nương, đã chọn đường hành hiệp cứu dân, ta đâu sợ chết về nạn gươm đao. Chấn Phong, ngươi đừng nuôi mộng cuồng ông tam vọng, mong thần diệt hào kiệt bốn phương, vì họ như lá ở rừng xanh, vàng úa trong thu sầu rồi tươi mát giữa mùa xuân. Này Thế Hùng, những kẻ như ngươi ăn cơm quan ngủ cầu xương, chỉ học lốm năm bãi đường gươm, có nghĩa gì chơi đáng hát tình ta? Hãy trăng tôi vài lời rồi chịu chết. Khoan, tên ăn cướp chứ giết bạn ta. Lý Phiêu Bồng, Phương Huynh và Tiểu My nên vào đại sảnh tận diệt bọn đầu trộm đưa cướp và phá tan xào huyệt của chúng. Một mình tôi cũng đủ trận trị tới đây. Chúng nó vào trong xe mua lấy cái chết. Còn Lý Phiêu Bồng, ngươi hãy đỡ lưỡi kim của ta. Trời, lưỡi kim Đoạn Trường. Đúng, đúng lắm. Nó là một bảo vật duy nhất của giới võ lâm, chỉ được lưu truyền trong dòng họ Lý của ta, và không có thanh kim thứ hai tương tự. Vậy có phải là Đoạn Trường kiếm chăng, hay là trò lừa bịp khách võ lâm? Không, người hãy nghe ta đọc đây, nơi chui gươm có khắc ghi cẩn thận, chỉ bảo của Lý Gia Trang phải truyền tử Lưu Tông. Trời, quả không sai, nó chính là Đoạn Trường kiếm của ta, đã tặng cho Quốc Trinh nhưng lại nó lọt vào mi. Ngươi tặng cho Lưu Quốc Trinh để làm kỷ niệm, thì Quốc Trinh cũng tặng ta kỷ niệm lần gặp gỡ đầu tiên. Lưu Quốc Trinh,
son sắc chung tình, đã cùng ta nguyện gắn bó ba sinh, và đấu lại tán tỷ vết của người yêu cho Quân Cường bảo. Quân Cường đậu những phong cách hào hoa phong nhã, nó rung động được con tim của nàng khuê nữ đa tình. Có thể ta thua người ở trận giặc tình, nhưng nhất định phải thắng nhà ngươi trong đường gươm mũi dao. Đó chết ta rồi. Trời ơi, ta cũng bị trọng thương vì lưỡi kiếm Đoạn Trường. Lý Phiêu Bồng, Lý Phiêu Bồng, anh ở đâu? Trời, anh đã thọ trọng thương rồi. Anh Quật Trinh, em có mặt trong sào huyệt bọn Hắc Ân để làm gì? Để hỗ trợ anh, để giải thuật Tiểu Mi và Phương Thế Hùng khỏi tay Quân Cường đau. Phương Thế Hùng và Tiểu Mi đâu? Tôi muốn gặp hai người ấy. Họ đang tiếp tục truy nã bọn Hắc Ân sau khi chỉ đường cho em đến đây tiếp xúc với chàng. Nhưng hỡi ơi, quá muộn rồi. Không muộn đâu, trái lại nàng đến đây quá sớm. Tại sao lại quá sớm? Anh không muốn gặp em trong giờ phút này sao? Anh dành môi son vẫn kêu gọi ngọt ngào. Ôi thư thuốc độc giết người không gươm dao. Trời ơi, anh nói gì? Những đắng cay hận quan hay những lời trách móc một lương tâm? Phục chia ly nàng tặng tôi một cành trăm, và chàng trao lại em thanh bảo kiếm Đoạn Trường. Ôi đây thanh bảo kiếm gia truyền đã Đoạn Trường người cố chủ, nó với nàng là bán tình xưa nghĩa cũ, đã đang tâm ngầm hại Lý Phiêu Bồng. Tay tôi còn giữ chặt chiếc trăm vàng, tôi trân trọng giữ gìn nâng niu ôm ấp chẳng khác nào khi chung bông với tình nương. Trao bảo kiếm cho nàng là trao cả tấm thân, nhưng lòng phản phúc nào ai dò xét nổi. Quốc Trinh ơi, một lời phản bội cũng cầm bằng như cắt ruột, có cần chi đến thanh kiếm Đoạn Trường? Lý Phiêu Bồng, anh hãy nghe em nói nè. Anh nói nhưng... em muốn nói gì? Khi kỷ vật đã vào tay kẻ khác, khi chính miệng người ta đã xác nhận căn nguyên. Không đâu, không đâu, hãy nghe em nói này nè. Anh đã điên cuồng rồi. Điên à? Căn nguyên gì? Và chính người nào đã nói chứ? Anh nói cho em biết ai? Quốc Trinh ơi, em hãy dành thì giờ cho kẻ sức mòn hơi tàn, dù cho đó là những lời quán trách muộn màng. Quốc Trinh ơi, thà rằng kiếp này ta trang trải còn hơn dương đại ở kiếp sau. Kiếm Đoạn Trường đã hoàn toàn về cố chủ, chiếc trăm vàng này xin trả lại cho em. Tình đôi ta đã đi vào vĩnh biệt, nuôi tiếc làm gì nỗi hận ngàn năm. Lý Phiêu Bồng, anh chưa hiểu lầm, đôi chẳng qua là... Thôi, em đừng khóc nữa, hận này ngàn năm không quên được. Anh Phiêu Bồng, chị Quốc Trinh, tôi và anh Thế Hùng đã nghe tất cả. Anh Phiêu Bồng, xin anh chớ hiểu lầm chỉ Quốc Trinh. Một người vì thương anh nên đã cải trang tìm bạn cũ suốt dặm đường sương gió. Tình sâu là sâu ngăn cách, chớ hiểu lầm đừng
vàng đi tìm bảng ngọc. Người thì hót từng bóng đêm chưa ăn sao khuya soi sáng một khung trời. Tình đó với lòng ai như biển rộng sông dài, xa vì những lời du khống của bọn cường sơn mà vội hiểu lầm nhau. Cuộc hạnh ngộ này nào khác giấc chim bao, mà giờ dính biết là hồi chuông hừng sáng. Hãy siết chặt tay nhau cho đôi lòng đừng lìa xa trong giây phút biệt ly này. Tôi đã hiểu lầm Quốc Trinh, xin nàng hãy tha thứ. Lý Phiêu Bồng, em chỉ yêu nhưng sắp vĩnh viễn xa nhau, tội cho em. Lý Phiêu Bồng, Phương Huynh ơi, xin hãy thay tôi mà bảo vệ cho Quốc Trinh. Dân Lý Huynh hãy yên lòng. Quốc Trinh, em phải có một người chồng. Không, tôi chịu. Phương Huynh là người xứng đáng. Dân Phương Huynh xứng đáng lắm, nhưng tơ tình tôi đã lỡ xe rồi một mối. Nắng sớm mơ khuya đâu phải lớp màu xuân. Phương Huynh ơi, hãy coi nhau như hai bóng mây cùng chung nhau hướng gió. Mà trời xa không có chân mây, bận biểu làm gì một tương lai khi chúng ta có riêng ai dĩ dàng ngây tình. Lý Phiêu Bồng, trời ơi, Lý Phiêu Bồng đã chết rồi. Sương gió kêu than như biệt ly, buồn vui còn lại thương đau. Giờ chia tay hơn tuổi làm sao, qua mất rồi nhì vợ hương ta. Câu thề xưa giờ phải ước nguyện, trách cho đời cay đắng tình mong tiêu tan. Phiêu Bồng ơi, những lời tiếc thương là điều sầu vĩnh biệt. Từ nay chỉ riêng hồn anh được thảnh thơi vui thu với cảnh non xanh nước biếc mơ màng. Bọn phàm phu tục tử chúng tôi còn nắng nở trần, khóc thương anh lòng son đang thâm. Tuổi mộng còn xanh mà đã vội vã chia yến lìa quanh. Chỉ một đêm say mà thâm tình như giãn thở, một mảnh tiếc kinh phải lỡ cái xuân thì. Kỷ niệm xưa hình ảnh cũ như hồn ma bông quê, theo âm ảnh bọn tôi cho heo theo mong đầy. Đời có sẵn trăm ngàn đường ly biệt, mộng chỉ mong tròn một mộng mà thôi. Dở dang như định sẵn cho tôi rồi, thương cho mấy cũng bằng nhớ áo anh. Áo anh là mong, mong là đời, kiếp phù sinh là cuộc sống. Cuộc sống vốn là khổ đau thì chúng ta là
cõi dòng đau khổ. Nụ cười dành cho ngày tương hồi, nước mắt để khóc khi vui chia ly. Tôi đâu còn ham sống mà nghĩ chi để gieo tiếng khóc người đi cuối đời. Nhưng nợ tình muốn sớm trả xong thì thanh kiếm báo phải còn y tế không. Cánh khuya sông nước dẫm đường.